Rồi. Tiếp tục. Cái phép mà chúng ta còn phép gì nữa nhỉ? Âm dương. Rồi. 5. Rồi ok. Âm dương này thôi gì? Còn mỗi cái này thôi gì? Cái này có gì khó vậy? Đây. Xong. Đây tôi thử nhá. Cái phép âm dương của chúng ta đâu? Đầu tà. Đây, đúng không? Coi này. Cái âm dương này nó giống hệt như là cái phần phần nào? Nó giống như kiểu cái phần này này. Nó giống như kiểu cái đây. Thật không? Thử nhá. Đây. Cái này nó đang chia cho 100 đúng không? Thì chúng ta để một phát phủ định ở đây là xong. Thử nhá. 7. Ồ. Phủ định. À đúng rồi. Nhân với trừ 1. Xong chưa? Nhá. Cộng 8 phủ định như sao? Ăn cứt luôn. Không, sao lại nói thế? Không được. Có nghĩa là như thế này. Trong trường hợp if phép toán mà bằng null. Phép toán nó bằng null thì chứng tỏ là chúng ta đang xử lý ở cái giá trị hiện tại đúng không? Chính xác không? Thì chúng ta sẽ lấy giá trị hiện tại nó sẽ bằng với cái giá trị hiện tại nhân với trừ 1. Còn else thì sao? Thì nó đang xử lý với cái giá trị mà phép toán ấy, giá trị lựa chọn ấy, thì chúng ta sẽ có cái giá trị lựa chọn bằng với giá trị lựa chọn nhân với trừ 1. Cái này mới đúng chứ, đúng không? Và KQ nó bằng cái giá trị hiện tại. Còn ở dưới này KQ nó bằng giá trị lựa chọn. Không có reset gì hết. Xử lý như thế này, đúng không? Bởi phép này nó đâu phải là phép cộng trừ nhân chia gì đâu, nó chẳng qua là đổi dấu. Chúng ta thử coi. 8 trừ, xong chưa? Rồi, âm 8 cộng 1 âm dương. Đây tôi để âm 1 bằng âm 9 lại cộng trừ. Chuẩn chưa? Đây là phép âm dương. Không ai đúng à? Bọn này lẩu hết. Làm có mỗi mấy cái phép toán mà không xong. Xong chưa? Đây là toàn bộ cái bài phép gì nhỉ? Cái máy tính. Còn gì không? Các bạn tự về cải tiến nhá. Các bạn tự về cải tiến rồi mang về tính tiền cho mẹ. Được chưa? Bây giờ tôi chơi nhạc các bạn coi này. Nhạc. Bấm vào một nút nó kêu một tiếng. Quay rồi. Nhạc. Cái gì? Điên à? Nhạc hãy chọn giá đúng. Nhạc hiệu. Tôi cũng không mấy khi tôi kiếm mấy cái này. Hả? À, tôi vẫn làm game bình thường mà. Tinh. Đây sao vào.
Để tôi bật tiếng lên này. Khi chúng ta quen nhau. Không phải. Đây, lấy cái này nhá. Không biết nó có cho tải không? Lâu in vào. Chết rồi, không biết tải kiểu gì rồi. Khi chúng ta quen nhau, em đã cố gắng nghĩ rằng em đã... Tôi mệt lắm. Cái gì? Để tôi coi nhá. Đây là GPG. Còn nó giấu ở đâu ấy? Kiếm được nhạc của bọn iCloud và SoundCloud này khó lắm. Chờ đi. Nó không cho tải nữa rồi. Từ 4 năm trước rồi mà. Tải đâu nhỉ? Bọn này kiếm tiền vãi trưởng thật. Một tiếng thôi. Gửi cho tôi cái đường dẫn cái nào. Thôi lên cái khoản này. Đi liền nè. Thấy là sau effect này. Cần sau effect của bot này. Cái gì sau effect? Sau effect. Cái gì đó? Trên YouTube của anh. Damn, son, where'd you find this? Cái này 3 giây dài quá. Đây để em gửi cho này. Có cái nào ngắn, thật ngắn, đây 2 giây. Đây để em gửi đi. Cái nào ngắn nữa cơ. Nhưng mà có Facebook, đây có những cái gì. Cái đấy mà ngắn. Nó tận bao nhiêu giây thì tôi coi. Tôi lấy cái nào 1, 2 giây. Sao
nhanh quá. Loud noises. Cô lấy cái này nhá. Lấy tạm lấy một cái, còn chúng ta thích nhét cái gì vào nhét sau. Rồi, tải MP3. Rồi. Đây chúng ta có cái gì đây? Ra đi. Đây tôi sẽ để cái này. Đây là audio .mp3 copy vào, vứt vào trong project của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái audio MP3 ở đây, đúng không? Thì tôi sẽ để ở trên này chúng ta có một cái biến va audio bằng new audio. Đúng nhỉ? Tôi không nhớ lắm. JavaScript play audio. Nếu nhớ không nhầm thì đúng, tôi viết đúng rồi. Đây rồi, new audio bằng đường dẫn đến cái file audio của chúng ta. Chúng ta có đường dẫn là public sược audio sược audio.mp3 như này, đúng không? Bây giờ mỗi một lần tôi bấm vào cái phím bình thường, các bạn để ý nhá. Mỗi một lần tôi vào cái phím bình thường, tức là nó rơi vào trong trường hợp là default, đúng không? Thì tôi sẽ audio.play. Mỗi vậy thôi. Bấm 2 lần. Rồi tóm lại chúng ta đã chơi được cái nhạc, đúng không? Còn cái chỉnh sửa chúng ta tính sau. Đấy, nhét nhạc vào trong việc hành động của chúng ta nó đơn giản lắm, nó không có gì khó cả. Chỉ đơn giản là đầu tiên tạo ra một cái biến. Một cái biến là cái biến chứa cái đường dẫn đến cái file MP3 của chúng ta thôi, bằng new audio đường dẫn đến file. Sau đó khi nào chúng ta vào cái hành động mà cần phải chơi ấy, thì chúng ta bằng cái biến audio kia .play. Tất nhiên .stop.start.stop.replay .pause có hết. Yeah. Thì chúng ta nên tìm hiểu qua để biết thêm những cái hiệu ứng hay cho cái website của mình thôi. Được chưa? Thì đấy là nãy giờ chúng ta làm việc với cái sự kiện toàn bộ đều là on click, đúng không? Thì tôi sẽ giới thiệu hôm nay, tôi sẽ xong phần này rồi nhá. Code cũng được nhiều phết đấy, gần 200 dòng, đúng không? Các bạn nên về nghĩ cách làm lại cái bài này, hoặc là làm một cái thứ tương tự thì nó sẽ có lợi hơn cho các bạn sau này. Ví dụ như đi đâu phỏng vấn ấy, em từng làm cái này, từng làm cái kia. Tôi đang hướng với cái lớp B2 làm một cái game là game chơi cờ caro. Các bạn hoàn toàn có thể là làm những cái thứ khác nó sinh động hơn, ví dụ như game Ai là triệu phú chẳng hạn. Bây giờ tầm các bạn là có thể làm được rồi, chạy được hiệu ứng, chạy được bộ câu hỏi là có thể thiết kế và làm được rồi. Chứ không phải là phải cứ phải chờ đợi thầy dạy như này như kia, cái việc đấy hạn chế thôi. Tôi chỉ hướng dẫn các bạn những cái đơn giản, còn các bạn cố gắng áp dụng những cái kiến thức của các bạn vào những cái bài toán nó lớn hơn. Được chưa? Rồi. Nay chúng ta sẽ sang cái phần là sự kiện. Thầy thông minh ấy. Bài này có 200 dòng thôi, tôi chỉ yêu cầu chép 10 lần. Có 10 lần tôi lên chép bài.
chân tay. Chỉ có một file index.html này thôi, không cần nhiều đâu. Chỉ có một file này thôi. Ai không làm xong thì cứ auto check phạt nha, làm sai cũng auto check phạt nha. Cho nhớ. Chép hết cả HTML. Toàn bộ HTML, CSS và JS. Chắc trang này chẳng có CSS đâu. Không không, không có CSS, bỏ qua đi. Không có cái CSS này đâu. Chứ còn chắc là CSS này thì chắc chết. Để xem CSS nó được bao nhiêu dòng. Úi giời, 50 dòng nữa. 50 dòng nhân 10 lần nên là 500 dòng nữa. 2.500. Thế chưa, tôi đẩy code lên rồi đấy. Buổi sau nhớ nộp lại cho tôi nha Dương nhá. Rồi, chúng ta sẽ sang cái bài ngày hôm nay là event. Event.html, quên, xin lỗi. HTML. Event từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt nghĩa là gì? Sự kiện. Sự kiện. Thì chúng ta để ý này, chúng ta đã từng làm sự kiện rồi. Đây. Mỗi sự kiện xảy ra trong một cái nút thì chúng ta gọi một cái hàm ở trong JavaScript là nhấn nút, đúng không? Đấy nhỉ? Ở trong JavaScript của chúng ta có rất là nhiều sự kiện, chứ không chỉ có đơn giản là chỉ có mỗi cái on click đâu. Thì chúng ta hôm nay sẽ làm quen với các cái sự kiện để các bạn sau này biết sự kiện nó là như nào và nó có những cái sự kiện gì ứng dụng ra sao, khi nào. Thì chúng ta search cho tôi cái từ khóa là HTML event. Nó sẽ ra ngay một trang của cái JavaScript, kéo xuống dưới HTML event attribute. Kéo dưới này. Về sự kiện ở trên HTML ấy, thì cú pháp của nó rất dễ. Cú pháp của nó đơn giản là on. Nó là một thuộc tính thôi. On cộng với cái hành động. Thường thường là hành động. Hành động nó sẽ xảy ra, nó là ví dụ như về con chuột nhá. Về cái con chuột của chúng ta mà GG đây này, đúng không? Con chuột thì có những cái hành động gì ở trên trang HTML? On click này. On click là bấm vào, đúng không? On double click, ấn 2 lần. On mouse over. Mouse là gì? Con chuột. Over là phía trên. Khá là rõ nghĩa đúng không? Đây, con chuột cứ di vào phát là nó over thôi. Đây tôi để ý, tôi show cho các bạn xem nhé. Ví dụ deep có style width bằng 400 pixel, height cũng bằng 400 pixel, background là green. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có cái on mouse over bằng chạy một cái hàm là move in. Chạy một cái hàm là move in. Script này. Function move in. Console.log mouse moving in. Được chưa? Chạy thử cái nhá. Rồi, nhìn này. Đúng là dí vào trong thì nó chạy sự kiện không? Đấy. Di chuột không vấn đề gì này. Nhưng mà mỗi lần ra vào thì nó sẽ chạy một cái hàm chúng ta quy định ở trong đấy, đúng không? Cái này nó tương đồng với cái sự kiện là hover. Hover ở trong cái CSS của chúng ta, được chưa? Chúng ta coi tiếp này. Bây giờ tôi hứng chí lên, tôi thay cái mouse over này bằng cái mouse move. Mouse là chuột, move là gì? Di chuyển. Các bạn xem nha. Dí vào trong này. Nhìn thấy nó nhảy số nhanh không? Tôi di một lúc nữa lên 1000 lần giờ. Thấy không? Đây 600 rồi này. Sao? Mouse move là như nào? Mỗi một lần nó di chuyển, nó nhích kể cả 1 mm thôi hoặc là một cái pixel thôi
là nó cái hàm cái, nó, cái sự kiện kia nó được bắt và nó chạy cái hàm của tôi một lần, được chưa? Đấy, mouse over và mouse move có thấy khác nhau, nghĩ đi xem nó có khác nhau. Khác mạnh chứ, đúng không? Nó khác quá nhiều luôn. Bây giờ chúng ta cần phải phân biệt thôi. Thì cú pháp của nó là bắt đầu bằng từ on. On cộng với sự kiện xảy ra, cái hành động xảy ra phía sau, và bằng với một đoạn code JavaScript, có thể là gọi hàm hoặc có thể là alert something vào đấy. Đây tôi để là mouse over, chứ không để mau move chắc chạy đến chết. Thấy chưa? Thấy chưa nhỉ? Đấy, tuy chạy kiểu gì chạy, nó thường thường là gọi một cái hàm. Thấy chưa nhỉ? Bây giờ tôi sẽ cho chúng ta 20 phút, 15 phút từ giờ cho đến 8:50 để đọc qua tôi toàn bộ những cái sự kiện này. Và tôi sẽ hỏi, tất nhiên tôi hỏi là để xem cái khả năng tiếp thu của chúng ta đọc dữ liệu đến đọc cái tay đến đâu thôi. Còn tôi sẽ giải thích nếu mà các bạn trả lời sai, yên tâm, được chưa? Vào cái search là HTML event và vào HTML event attribute, đọc qua cho tôi các cái sự kiện này. Nếu mà xem được ví dụ nữa thì tốt quá. Ví dụ đây mouse out này, các bạn nhìn nó có cái đường dẫn không? Click vào đây mở ra một tab mới, đây này. Đây là ví dụ này. Xem ví dụ. Đây. Thấy không? Ví dụ nó chạy được thật luôn. Thì các bạn nên chủ động xem những cái ví dụ và giải thích những cái ví dụ ấy cho tôi xem nó như thế nào. 20 phút nhá. Tất, xem tất cả sự kiện chứ không phải chỉ có con chuột không đâu. Mất mạng à? Xong vào rồi. Nết mạng thật mà. Cái từ deprecate này này là sắp hết hạn, nó không hỗ trợ nữa, nó thay thế bằng một cái hàm khác.
Ừ. Đi. À, cái chữ in HTML là gì? Chữ inner. Ừ. Inner nghĩa là gì? Bên trong. HTML là code HTML đúng không? Thì cái cặp thẻ của chúng ta có thẻ mở và thẻ đóng. Inner nó là viết những cái HTML vào giữa. Học lập trình viết tiếng Anh lợi thế lắm, chỉ đơn giản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Anh sang tiếng Việt thì là ta thấy một đống nghĩa rồi.
cạnh. Viết ra đi, ngồi xem mà không được đâu. Không bao giờ đến cái level 4 năm dùng GS như tôi thì mới nhớ được hết. Còn không thì tốt nhất là nên viết ra mà nhớ. Xong chưa? Xong chưa? Rồi. À, có ai tìm hiểu on after print không? Nghe thấy thằng Dương in ra cơ mà. Ừ, on after print là như nào? Sao Dương? On after print là như nào? Trong này hiện học ở đây phải
Sao? Sao? Cái đấy thì nó có khi mà sử dụng lệnh thì nó là những cạn chung B và trong cái chạy vào trong phần đấy để in thực hiện ở để in ừ. Cái văn bản này ra. Ừ. Rồi sao? Ờ đúng rồi. Chúng ta có thể dùng HTML để in ra một cái tài liệu trên giấy, dùng kết nối máy in để in. Thì chúng ta có cái sự kiện là on after print, là sau khi in xong thì nó sẽ thực hiện một hành động nào đấy. Được chưa? Đấy tác dụng của nó thôi, vậy thôi. Cái hành động thì chúng ta định nghĩa ở trong cái my function trong này. Ngoài cái việc alert này ra chúng ta có rất nhiều thứ. Ví dụ như tôi làm một cái hệ thống là giúp quản lý cái văn bản ở trong Ruby chẳng hạn. Ví dụ như thằng Dương này là một cái thằng chuyên đi chân chạy vặt, đi rót trà, pha nước, in giấy, các thứ. Mình có thể xem được cái hiệu suất làm việc của nó bằng cách là mỗi một lần nó in cái gì đấy, mình lưu nó vào một cái gọi là một cái tích điểm của nó chẳng hạn. Ví dụ một tháng mà thằng này không in được 10 cái tờ giấy thì chắc là sa thải luôn. Đúng không? Để kiểm tra, để kiểm soát. Thằng Dương, thằng chuyên đi in. Đấy chưa? Đấy là một cách dùng, còn rất là nhiều cách dùng khác nhau nữa. Đấy là cái on after print. Khi có on after print thì sẽ có on before print đúng không? Là trước khi in thì thực hiện một cái hành động nào đấy. Tiếp theo on before unload. Biết unload là sự kiện nào? Đây này. Chúng ta dừng nó lại. Đây đang load xong, chúng ta dừng nó lại đây này. Là khi mà JavaScript bị lỗi, tức là chúng ta dừng cái việc tải lại thì chúng ta sẽ chạy cái đoạn code nào đấy, được chưa? On hard train là như nào? Như nào? Hả? Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Một cái gì đó bị thay đổi là cái gì? Trên dòng nào? Ờ, có gì thay đổi? Chúng ta có biết cái dấu thăng không? Dấu thăng đấy ở theo đúng tiếng Anh ấy, nó gọi là hash thôi, không có tag là chữ phía sau, nó chỉ là hash thôi. Thế này chúng ta bấm vào đây, được chưa? Hash đây này, viết như này nó là hash này đấy. Chúng ta có thấy nó reload lại trang không? Bấm vào đây nhá, có thấy nó reload trang không? Không đúng không? Thì nó sẽ có thêm cái thăng part 5 ở trên này. Được chưa? Và mỗi một cái lần cái ký tự ở phía sau dấu hash này bị thay đổi thì nó sẽ chạy cái sự kiện là on hash train. Để tôi test cho chúng ta xem nhé. Body cách on hash train thì console.log Dương. Ví dụ thế. Chúng ta có cái thẻ tổ hợp thẻ ULLIA. Hrep bằng thăng path 1. Đây là path 1. Đây tương ứng với là part 2. Đây part 2. Đây là part 3. Đây là part 4. Đây là part 5. Rồi ok. Chúng ta coi này. Đúng không? Các path như này đúng không? Wow.
không chạy gì luôn. On hat chain chúng ta gọi cái sự kiện là function hash chain and console.log chain. Wow, không chạy. À, chưa gọi hàm. Đây, chúng ta nhìn nè. Mỗi một lần cái dấu đằng sau này nó được thay đổi thì chúng ta có thể gọi một cái sự kiện. Thấy không? Nó sẽ gọi một cái sự kiện. Ở đây là hat chain và nó console log ra cái chain cho tôi. Thấy chưa nhỉ? Cái này sau này khi mà các bạn học lên cao hơn thì nó và đi làm được nhiều hơn thì nó sẽ có cái khái niệm là single page application, là cả một cái website của chúng ta chỉ tải ra duy nhất một lần thôi. Tất cả chỉ tải ra duy nhất một lần thôi. Sau đó mỗi một cái màn hình của chúng ta hiển thị khác nhau thì nó sẽ bắt theo cái dấu thăng ở đây. Đó, bắt đầu dấu thăng tất cả các màn hình luôn. Thì chúng ta không phải load đi load lại JavaScript nữa. Và tất cả màn hình, tất cả giao diện của chúng ta đều sinh ra bằng JavaScript. Thì đấy là cái phần nó nâng cao ở phía sau. Tiếp theo đến cái sự kiện onload. Onload này có ai tìm hiểu không? Nó là một cái gì? Hả? Không phải. Cái sự kiện onload là một sự kiện, một trong những sự kiện quan trọng nhất. Load là gì? Tải. Đúng không? Thì cái sự kiện này nó chạy. Các bạn nhìn thấy chữ finish. Đúng không? Cái sự kiện này nó sẽ chạy khi tất cả tài nguyên nằm trong tài nguyên con nằm trong ở trong phía trong của cái thẻ đấy nó được tải xong về trình duyệt thì sẽ bắt đầu chạy. Hiểu vấn đề chưa? Tất cả tài nguyên ấy. Đấy là lý do vì sao sau này các bạn học đến jQuery nó sẽ có một cái phần là document ready function. Ready nó tương đương với cái sự kiện onload này, là tất cả các thẻ ở trên màn hình của chúng ta được tải xong thì nó mới chạy. Đấy là cái ý nghĩa của nó. Cái việc này rất là quan trọng bởi vì JavaScript của chúng ta ngay khi load xong phát là nó chạy bố luôn, đúng không? Ngay khi load xong phát là nó, khi mà tải xong cái đoạn JS nào phát nó chạy luôn cái đoạn đấy. Nếu mà chúng ta có những cái đoạn ví dụ như này, đây tôi sẽ có một đoạn script tôi đặt đây được, đúng không? Tôi gọi đây, tôi đây coi này, tôi đặt ở dưới này một cái thẻ p có text là thiện th. Ở đây tôi sẽ tìm kiếm đến cái thẻ p này, tôi sẽ có là va p element bằng document.querySelector bằng thẻ P. Sau đó là tôi có cái P element này chấm inner text bằng T3HK31B1 như này. Thì tôi giải thích qua nhé. Đầu tiên tôi tạo cái biến P bằng cái thẻ P. Các bạn cứ hiểu cái đoạn này để tôi xác định cái thẻ P ở trên trang của tôi. Tiếp theo là P element.innertext, tức là tôi viết lại cái nội dung hiển thị của thẻ P này. Thẻ P này ban đầu là bằng thiện th, sau khi tôi xếp lại thì nó sẽ bằng T3HK31B1. Được chưa? Giờ tôi chạy cái file cái file này. Đây đúng không? Thấy gì? Đây
uncatched error cannot set property inner text of null. Tức là cái biến p element này của chúng ta nó bằng null. Debugger vào đây thì biết null đúng không? Vì sao null? Bởi vì nó chưa tải đến cái, nó chưa tải đến cái thẻ HTML, nó có nghĩa trình duyệt nó chưa đọc, nó chưa dịch được cái đoạn thẻ p này ra thành cái hiển thị ở trên màn hình. Nó đã chạy cái đoạn JS này rồi. Thế vậy thì đào đâu ra cái thẻ p nữa? Nó chưa có thẻ p hiện ra thì nó không thể xử lý được. Nó sẽ bằng null. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi đặt cái này xuống dưới. Bây giờ tôi bỏ đi nhá. Có chữ thiện TH đúng không? Chính xác chưa? Và tôi đặt cái này xuống dưới phía sau thẻ p. Đổi chưa? Đấy chứ nhỉ? Đấy là lý do vì sao mà JS người ta luôn luôn phải đặt ở cuối. Tất cả các thẻ ở phía trên trình duyệt nó đọc và nó dịch ra hết rồi thì chúng ta mới chạy code JS của chúng ta. Và để đảm bảo cho cái việc này nó được chạy, tôi đếch biết là nó chạy trước hay chạy sau. Tôi bê cái thằng này lên trên này cũng được. Tôi nhét nó vào trong một cái hàm function chain text. Chain text như này. Rõ ràng nó chạy trước đúng không? Bây giờ tôi sẽ có cái sự kiện là onload. Đây là chain text. Như này. Ở đây. Onload bằng chain text. Được chưa nhỉ? Mặc dù cái hàm này ví dụ như chúng ta gọi nó ở đây. Chain text như này có lỗi không? Tôi gọi nó ở đây thì có lỗi không? Tôi bỏ cái này đi. Có lỗi không? Lỗi chắc luôn, bởi vì nó thực thi cái hàm này trước khi cái thẻ p được sinh ra. Đúng không? Thì nó sẽ không tìm đến cái thẻ p nào trên màn hình để sửa text cả. Đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi để onload ở trên này, tức thực ra là cái onload này nó cũng được viết trước khi cái thẻ p được sinh ra. Nhưng mà nó sẽ chờ sau khi tất cả các cái element nằm ở trong cái thẻ 3D này được tải xong về, được trình duyệt nó đọc xong thì cái hàm chain text này mới được gọi. Thử nhá. Tôi console log ở đây. 1. Để xem cái số 1 này chạy trước hay cái thẻ ở cái chain text này chạy trước. Tôi console log tiếp. 2. Thả chạy trước. Số 1 đã chạy rồi. Số 2 cũng chạy rồi đây này. Thấy không? Đây tôi sẽ phải để cái debugger này lên trên console log 2 thì mới rõ. Rồi. Số 1 có chưa? Có chắc rồi luôn. Nhưng mà bây giờ onload xong thì nó mới chạy vào trong cái hàm của chúng ta là hàm chain text và đặt debugger ở đây. Nó mới chạy debugger và bây giờ chúng ta mới có số 2. Được chưa? Thì đấy là tác dụng của cái hàm onload này. Hàm này nó là một trong những cái hàm rất là quan trọng. Rồi, tiếp theo. Hàm cái này on resize sau này cũng phải dùng nhưng mà thôi. Rồi đây, tiếp theo đến form event. On blur. Là như nào? Nam. Đọc đi, chưa đọc thì bây giờ đọc. On blur. Những cái sự kiện nãy giờ tôi nhắc là toàn là những cái sự kiện sẽ dùng đấy nhá, sẽ dùng thường xuyên đấy. Cho nên là cố gắng nốt vào. On blur. Trả lời cho tôi. Này là cái gì? Chạy như thế nào? On blur.
Nam, lâu thế. Đợi em tí, đợi đến tối à? Dương on blur, tôi không quan tâm. On blur là gì? Cái gì? Mất tập trung, mất trọng tâm. Ủa rồi hả? Rời khỏi. Cái sự kiện này xảy ra cho những phần những element nào? Những cái thẻ nào? Thẻ tech là thẻ gì? Làm gì có thẻ nào gọi là thẻ tech? Input. Đâu? Thẻ take area có được không? Thẻ select có được không? Phải xem nó dùng được trong thẻ nào chứ. Ở gì nào? Nó lại là blur khi nào? Nó bắt đầu khi mình nghĩ là khi nó bắt đầu thì mình bỏ hơn không ai. Đúng rồi, chính xác. Hàm này sẽ được thực thi, cái sự kiện này sẽ được thực thi khi chúng ta bỏ focus. Ví dụ focus là gì này? Nhìn thấy cái con trỏ nó nháy nháy không? Đó, đó là khi chúng ta focus vào một cái element. Khi chúng ta bỏ cái focus ra, tức là kích ra ngoài hoặc là tap đi một cái thẻ khác, thì cái thẻ đang được set hiện tại nó sẽ mất đi cái focus. Do đó cái sự kiện on blur sẽ được chạy. Yeah. On blur là khi chúng ta bỏ focus ra ngoài một thực tự. Cái này dùng khi nào? Dùng như nào, khi nào? Nam, dùng khi nào? Tôi đang hỏi ông đừng hỏi nó. Ông trả lời đi. Cái gì? Danh sách nào đấy? Sách tôi bỏ gì ở đấy? Như nào? Như nào nào? Nhanh lên, mất thời gian quá. Nghĩ thử xem. Khi nào mình cần một sự kiện xảy ra khi mà mất focus cho một thẻ? Hả? Thông minh đấy, đúng rồi đấy. Đấy là cái trường hợp dùng nhiều nhất. Nó sẽ báo lỗi. Chúng ta sau này khi mà làm với cái số lượng màn hình lớn ấy, tức là cái số lượng form, chúng ta làm được màn hình form thì sẽ có rất là nhiều input, đúng không?
Và mỗi cái input đấy chúng ta đều phải có một cái khái niệm cho chúng ta thực hiện cái việc là validate dữ liệu. Ví dụ cái phần enter your name này tôi có thể sửa như sau. Tôi có thể sửa như sau. My function đúng không? Đây là x. X value thì tôi sẽ có cái biến value và value bằng x.value. Tôi tiến hành là if value.length mà nhỏ hơn 6 thì tôi sẽ tiến hành x.style.border bằng 1 pixel solid red. Được chưa? Và sẽ có cái đó, ok, vậy thôi. Còn uppercase không thì không quan tâm. Ở đây tôi thể hiện cái việc là nếu cái số lượng ký tự tôi nhập vào mà ít hơn 6 ký tự, tức là từ 1 đến 5 đúng không, thì cái vòng border của cái thẻ input này nó sẽ được bôi đỏ, báo là lỗi chạy. 1 đỏ chưa, 2 đỏ chưa, 3 đỏ chưa, 4 5 5 rồi nha. 6 có bỏ đi, 6 có hết đỏ không? Có cái mó ấy. 7 cũng không hết đỏ. Bởi vì sao? Bởi vì chẳng có cái lúc nào chúng ta set cái style của nó là hết đỏ cả. Đúng không? Else value lx style border bằng black 1, 2, 3, 4, 5 đỏ nha, lên đến 6 này, hết chưa? Đây, báo lỗi, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy chứ nhỉ? Thấy cái lợi ích của nó chưa? Nó rất có lợi ích luôn. Tiếp tục on chain, tất cả những cái thứ ở trong form này thì đều cần cả, cho nên là chúng ta phải đi hết on chain. Tôi cho các bạn 5 phút để xem và hiểu, sau đó một bạn sẽ trả lời cho tôi. Thằng nào thì tôi sẽ gọi một đứa nó trả lời được. Ví dụ tôi vừa rồi tôi gọi thằng Nam, Nam trả lời được thì chỉ định thằng tiếp theo. Nam chỉ định thằng tiếp theo đi. Nào, đứa nào? À, được. Cho ông 5 phút. 1 phút. 5 phút xong, trả lời đi. Thay đổi một chức năng thì nhìn đọc đây này. Đọc đi, nó mô tả rồi. À, khi nào giá trị của một phần tử bị thay đổi? Khi nào? Khi nào giá trị phần tử bị thay đổi? Danh sách nào? Cho option đi với thẻ gì? Hả? Thẻ option đi với thẻ select. Thế liên quan gì đến việc thay đổi của thẻ option? Yeah.
Nào tìm hiểu đi, nhanh lên. Mỗi một đứa chứ không trả lời được thì sẽ xuống chống đẩy 10 lần nhá. Tất nhiên là sau khi chống đẩy 10 lần có thể chỉ định đứa khác. Tất nhiên là cái đứa đấy nó sẽ chưa trả lời lần nào. Chẳng nhiều gì cả. On train. Train là thay đổi đúng không? Rồi. Nếu thế chúng ta phải nghĩ lại xem có những cái thẻ nào có thể thay đổi được giá trị. Input. Select. Take area. Là những cái thẻ có thể được thay đổi giá trị đúng không? Ví dụ input chúng ta viết chữ vào đấy, sau đó focus ra ngoài, focus out thì đến lúc đấy nó mới là thay đổi giá trị. Đây tôi thử cho chúng ta xem. Đây. Input. Thay bằng take. On chain. Còn ở đây tôi gọi là chain event. Đây là tôi chuyển this vào đây nhé. This chính là cái thẻ. Trong này chúng ta sẽ có là console.log ra cái e.value. Coi này. Đây đúng không? Đây đúng không? Có gì xảy ra? Kích ra ngoài. Kích ra ngoài. Thì khi mà chúng ta còn đang focus vào trong cái thẻ này, khi chúng ta còn đang focus vào trong cái thẻ này và chúng ta viết text cho nó, thì đến lúc đấy chúng ta chưa chắc cái sự kiện là nó, cái thẻ của chúng ta chưa chắc chắn là cái giá trị được thay đổi đúng không, và chúng ta phải focus out ra ngoài thì cái thẻ này nó mới nhận cái giá trị mới và nó dừng lại đấy, thì đấy mới là cái sự thay đổi, được chưa nhỉ? Tiếp tục, tôi sẽ tạm thời tôi bỏ bớt cái này, cái quần áo này đi, nó khó chịu quá. Đâu nhỉ, cái alert đâu nhỉ? Đâu? Ở đây. Bỏ cái alert đi. Tiếp tục này. Tôi sẽ có một cái thẻ nữa, đây là thẻ select. Thẻ select. Tôi để đây là on chain. Đây là chain. Chain event. Cũng chuyển this vào. Value ở đây là 1. Đây là 1. Hai. Ba. Bốn. Năm. Thì tôi để bừa như này. Và chúng ta coi này. Đây 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Sao? Thấy gì? Với thẻ select chỉ cần chọn một cái giá trị là nó sao
chạy cái sự kiện là on chain. Thế thôi, bởi vì nó không có tương tác gì thêm mà, nó chỉ có chọn giá trị này, chọn giá trị khác. Tiếp theo có gì nữa? Thẻ take area. Rồi, đây cái take area của chúng ta đây. Không thay đổi gì đúng không? Rồi sao? Giống như thẻ input. Thế nếu mà tôi để này sao? Này có được không? Thế input time checkbox này có được không? Số nó nhảy thế này, nhìn cái số này này. Sao? Có không? Ở đây là chúng ta đang so sánh cái thẻ input này và cái thẻ input này. Hai thằng đều là input, chẳng qua là nó có cái type khác nhau. Đúng không? Type khác nhau thì nó cũng sẽ có những cái sự kiện để lắng nghe khác nhau và thời điểm xảy ra khác nhau. Thì chúng ta phải để ý cho tôi những cái thứ như thế này. Khi mà làm việc với sự kiện thì chúng ta phải biết được sự kiện đấy nó là cái gì, nó sẽ thay đổi, nó sẽ xảy ra khi nào, đúng chưa nhỉ? Tác động gì đến nó thì nó sẽ được thay đổi, đúng chưa? Xong chưa? Hiểu chưa? Rồi xuống chống đẩy 10 cái đi. Còn chờ đợi gì nữa? Sai bét cái này nhè. Được đấy, này chống tốt đấy. Tiếp, chỉ định điều tiếp đi. Ghét thằng nào dí luôn. Thằng Dương này, tôi nhìn mặt tôi ghét lắm. Riêng thằng Dương được phép chỉ định nhiều lần. Rồi Dương. Sự kiện on select. Nhanh lên Dương. Đề nghị cả lớp dính Dương nha. Buổi sau tôi sẽ cho lớp mình dí Nam. Hôm nay làm kiểu gì làm cho ông Dương nó chống đẩy khoảng 50 cái là được rồi. Sẽ có nhiều cái khó, yên tâm.
nhanh nhào luôn thế. Em thấy là cái con select này là nghĩa là sẽ khi sử dụng để chọn, khi ta ấn chọn cái select này nghĩa là chọn, ta chọn vào một cái biến hoặc là một cái hàng mà biến hoặc là một hàng được đặt tên trước, sau đó nó sẽ xuất ra mình như tay em bảo. Chẳng hiểu gì cả, có đứa nào hiểu không? Không. Bình tĩnh với thế nào? Nói kiểu gì dễ hiểu hơn đi. Tôi chẳng, tôi nghe xong thấy mù mịt hơn à. Từ cái tôi đang hiểu của con select tôi thấy tôi chẳng hiểu gì cả. Mất mạng rồi. Bọn kia phát wifi đi. Mấy thằng này đang định cố tình để cho bọn này nghỉ sớm đi đá bóng này mà. Mất mạng rồi. Dương chạy ra hỏi mạng mẹo đi. Nhanh lên, mất mạng rồi. Hai ngủ ngon chưa này? Tí nữa chỉ nói nha. Không thử thật luôn đi. Cái con cái hẻo select này sẽ xuất hiện và sẽ tìm đến đoạn select của mình. Tôi thấy không sao, không đúng rồi này. Đến đoạn này tôi thấy không đúng rồi này. Thử nha. Đây nhá. Rồi. On select này. Không có gì đúng không? Không có gì đúng không? Ờ. Đúng chưa? Thế on select là khi nào? Khi này. Khi nào xảy ra cái sự kiện on select này? Chọn, chọn cái gì? Không phải bùa đen nhé. Select hiện tại nó không phải bùa đen, tôi thử bùa đen rồi cũng được này. Ấn vào văn bản là như nào? Ấn kiểu gì đây bùa đen đây? Ấn chuột. Đây. Ấn hẳn ra ngoài. Đây chỉ cần bôi đen. Đây bôi đen đây. Hả? Bôi đen hết. Có gì đâu. Hay là tích, tích thường. Đây nha. Select này. Nhả ra này. Có thể là do tôi viết sai chính tả đấy. On select. Có sai rồi nhỉ? Sao của mình không được ta? Chờ tôi tí. À đây là text area. Tôi cứ viết ở text area. Khổ lắm. Viết nhầm. Được chưa? Select text nó là bụi đen cơ.
thầy đang nhìn vào tự sát đấy. Rồi tiếp đi. Con tha cho mày một lần. Tiếp. Cái on select này chúng ta lưu ý là on select này sẽ xảy ra cho những cái thẻ nào? Thẻ nào thì có thể select được? Gì nữa? Tech area. Tech area. Gì nữa? Number có được không? Input time number. Lại được. Rồi, chỉ định đứa tiếp theo đi. Không, ông có thể chỉ định ông một lần nữa. Cần à? On focus. Mặt rồi. On focus. Thank you.
Thì tôi biết tôi kéo rồi thì thằng Tiến lúc là tôi trong em vui. Từ cứ chơi em vui. Rồi nhá. Thì mới chơi. Cần xuống lúc đấy. Bây giờ tính đốt là một bước là tôi ra chúng ta về tập về nhà. Chắc như này cũng hỏng đâu. Nào đếm nghe. Nào tư 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 tư. Rồi chấp cho ba cái. Từ từ đã. Chống đúng kỹ thuật thì nó mới vào cơ được, chứ còn không thì nó không có tác dụng gì đâu. Nào, thôi được rồi. Ngoài cái việc chép phạt như bài buổi trước ra thì các bạn sẽ chia cho tôi là 4 nhóm. Nhóm 1 là 2 bàn đầu ở đây, nhóm 2 là 3 bàn dưới, nhóm 4 là lại 2 bàn đầu cộng với cái thằng của nợ kia, nhóm 3 ông ấy, nhóm 4 là thằng từ thằng nam hết xuống dưới, được chưa? Nhóm đầu tiên sẽ tìm hiểu tôi tất cả về form event, lấy ví dụ nào. Tìm hiểu là cái gì? Tìm hiểu là phải giải thích được ý nghĩa, tìm được cái trường hợp nó ứng dụng và những cái thẻ mà nó sẽ có tác dụng. Bây giờ, ví dụ như lúc nãy on select thì chỉ áp dụng cho thẻ input dạng text này, select này, text area này, đúng không? Để tìm được những cái đấy và tác dụng của nó là khi nào, như thế nào. Đó. Thì nhóm đầu tiên sẽ tìm hiểu tôi về cái form event. Nhóm thứ hai, keyboard và mouse. Nhóm thứ hai nhá, keyboard và mouse event. Được chưa? Keyboard là phím. Nhóm 1 cũng tìm hiểu tiếp keyboard nữa. Nha. Nhóm 3. Nhóm 3 tôi coi nào. Nhóm 3 tìm hiểu cho tôi một lượt lại về Windows Event. Chỉ có Windows rồi. Nhóm 4. Nhóm 4 là drag event và clipboard event nha. Đây là nhóm 4. Chúng ta sẽ có mỗi nhóm sẽ có thời gian là 15 phút để lên trình bày qua một lượt và sau đó tôi sẽ hỏi để xem là chúng ta hiểu đến đâu. Được chưa? Nhớ chuẩn bị slide liếc đàng hoàng và sẽ có người lên trình bày, tôi sẽ phạt cả nhóm đấy. Slide quá. Slide thì nó rất là tiếc. Slide thì nó rồi. Hử? PowerPoint.